Chào các bạn, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm chuối ngào đường. Các bạn có thể thấy trong hình và chuối rất là giòn. Để thực hiện thì các bạn cần chuẩn bị cho mình có chuối xanh. Chuối này thì các bạn cần chuẩn bị là chuối sứ hoặc là chuối tây và một quả chanh, một chút muối trắng. Bởi vì sao khi chúng ta phải dùng chuối này? Bởi vì chuối tiêu khi các bạn dùng thì nó sẽ bị mềm. Và đầu tiên thì các bạn sẽ đeo găng tay vào để cho nhựa chuối không vào tay. Sau đó thì các bạn sẽ chuẩn bị như một chậu nước. Có cho một chút muối và cắt chanh vào để cho chuối ra nhựa và chuối được trắng, không bị thâm. Và bây giờ đến công đoạn tiếp theo sẽ là gọt vỏ chuối và thái lát. Nếu như mà các bạn chưa làm bao giờ thì các bạn sẽ tưởng tượng ra cách thái chuối rất là khó, nhưng mà nếu như các bạn có thể nhìn theo dõi video của mình thì thấy việc làm chuối ngào đường này rất là đơn giản, và đặc biệt là cách lạo chuối rất là đơn giản mà đẹp. Các bạn cứ lạo như thế này thì chuối rất mỏng và đều. Món này thì có thể gọi là chuối ngào đường hoặc là chip chuối vậy. Các bạn có chip khoai tây thì bây giờ các bạn có thể làm chip chuối. Các bạn thấy rằng việc lạo chuối này ra thành rất là đều và mỏng. Và chuối sau khi đã lạo xong thì các bạn để ngâm khoảng 15 đến 20 phút để cho chuối ra bớt nhựa. Và sau đó thì các bạn sẽ vớt ra và chúng ta sẽ rửa lại. Các bạn rửa sạch bằng nước, sau đó thì sẽ để ráo. Đợi khi chuối ráo nước thì các bạn sẽ cho vào chiên. Khi dầu nóng, các bạn sẽ cho đũa vào thấy sôi thì các bạn sẽ thả chuối vào chiên. Và chiên này thì rất là đơn giản, các bạn chỉ cần cho chiên và khi chuối giòn thì các bạn có thể bỏ ra. Giòn và các bạn có thể chiên thêm để cho chuối có màu vàng. Và đây là sản phẩm chuối sau khi đã chiên xong. Các bạn thấy miếng chuối đã rất là giòn và bây giờ chỉ còn một công đoạn. Bây giờ thì các bạn đã có thể ăn tạm được rồi, và còn một công đoạn nữa là các bạn sẽ chuẩn bị đường. Đường này thì tùy vào cái độ mà các bạn thích ngọt hoặc là nhạt mà các bạn có thể điều chỉnh lượng đường. Đường thì các bạn sẽ cho thêm một chút nước và để đun để cho đường tan bớt. Và khi đường đã tan bớt và có độ hơi sệt thì các bạn bắt đầu cho chuối vào và chúng ta xên.
Các bạn lưu ý là nếu như bạn nào muốn màu đường hơi sậm một chút để có mùi thơm của đường thì các bạn có thể đun thêm. Tuy nhiên thì lưu ý là đun vừa phải, không để đường sẽ bị cháy và cô rất là dính và không còn kết hạt như thế này nữa. Nhưng mà mỗi kiểu thì sẽ có một kiểu ngon khác nhau. Nếu như các bạn để cho đường vàng hơn một chút thì lại có mùi vị thơm rất là ngon. Và các bạn cứ đảo đều như thế này để cho đường dính vào chuối. Và đây là thành phẩm. Các bạn nhìn thấy rằng đường dính vào miếng chuối này và miếng chuối cũng rất là giòn. Và mình hy vọng rằng với chia sẻ của mình thì các bạn có thể chế biến thành những cái một thêm một món ngon nữa để có thể là món ăn vặt. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và chúc các bạn thành công. Hãy ấn like, đăng ký và chia sẻ kênh giúp mình nhé. Và mình cũng rất mong là nhận được sự góp ý cũng như chia sẻ của các bạn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.